kèm 1 triệu tư với tao. Nếu tao solo cô mát bắt cô bình thường với mày á thì tao solo không lại. Nhưng mà solo mát bắt cô Tấm Hồng, chắc như mày đã solo bắt cô lại tao. Tại vì tao học sinh giỏi hơn toán mà. Chắc như mày đã solo bắt cô lại tao. Tao với mày đâu? Tao với mày. Tao với mày. Tao solo cô với tao. Tao với mày. Tao với mày. Ủa? Cửa không khóa hả? Thì chỉ cho mình gọi làm gì ta? Thì thôi mình đi vô. Tôi quên mãi, dậy. Yo, tao đang ngủ, thế là tao biết tao. Ê, tao đang ngủ mà tao biết tao mày. Cứ cua tao mày. Mày làm sao solo bắt cua lại tao mà cứ suốt ngày qua đây rủ solo bắt cua. Tao solo bắt cua không loại mày, nhưng mà hôm nay tao rủ mày solo bắt cua mát Tấm Hồng. Giỏi môn toán nên hôm nay tôi sẽ rủ mấy số cua mát toán học. À, thế là cái mát bắt cua toán học mới ra đấy, là có những bài toán cần phải giải cho nên mày muốn mày tự tin là mày học giỏi môn toán nên mày qua mày rủ tao solo bắt cua chứ gì. Đúng rồi. Thế solo kèo bao nhiêu? 1.4 triệu. À, thế bây giờ mày muốn solo mát bắt cua toán học với tao đúng không? Đúng rồi. Vậy là cái mát bắt cua toán học này mới ra thì trong cái map đấy là có mấy cái bài toán mà cần phải giải đúng, chọn đáp án đúng thì mới có thể qua được step. Mà mày học sinh giỏi môn toán mà. Càng không biết là tao có solo lại mày không ấy chứ. Thế bây giờ mày có dám solo bắt cua không? Và bây giờ mình không solo bắt cua với nó thì mình lại nhục quá ông ta. Lúc đấy mình lại nhục hơn con chó. Bây giờ thôi được rồi, tao solo bắt cua với mày luôn. Ra mở máy solo bắt cua, đợi tao đi đánh răng rửa mặt đã. Ok. Hello và xin chào tất cả các bạn, mình là Trường Quân TQ chứ mà đây thì ngày hôm nay mình sẽ lục lại 12 năm đèn sắt của mình để solo một map bắt cua mà thằng Tuân Trẻ Châu nó khá là giỏi. Đấy là map bắt cua toán học nha anh em. Như anh em có thể thấy đấy là sin 30 độ nhân 28 trừ căn bậc 9. Một cái phép toán khá là khó nhưng mà mình đã biết kết quả rồi, kết quả của nó sẽ là 11. Nếu anh em nào mà không tin thì cứ lấy máy tính ra mà bấm nhá. Ok thì map bắt cua mình và Tuân Trẻ Châu đang solo đây sẽ là map bắt cua toán học nhá. Thì map bắt cua toán học này không chỉ đơn giản là những map bắt cua bình thường mà nó sẽ áp dụng cái tư duy, cái phép tính nhẩm vô cùng nhanh của các bạn vào trong những cái step này. Đấy, như mình sẽ bắt cua cho các bạn xem, như bây giờ là căn bậc của 18. Căn bậc của 18 thì bằng 4 chứ bằng bao nhiêu nữa. Đấy, cho nên mình sẽ nhảy vào bước 4. Thì nếu mà căn bậc của 18 mà các bạn nào mà chọn là 6 là nhảy vào ô số 6 là sẽ bị chết nhá. Đấy, thì các bạn cứ xem mình bắt cua thì các bạn sẽ hiểu được. Thì ở mỗi step nó sẽ có một cái phép toán để các bạn tính. Ví dụ như là các bạn tính 1 cộng 1 đi. 1 cộng 1 thì tất nhiên bằng 2 rồi đúng không? Nếu mà bạn nào mà học ngu quá mà tính 1 cộng 1 bằng 3 và nhảy vào ô số 3 là các bạn sẽ bị chết nhá. Nhưng mà ngược lại nếu các bạn tính đúng 1 cộng 1 bằng 2, các bạn nhảy vào ô số 2 ấy, thì các bạn sẽ chính xác đáp án và các bạn sẽ được qua step 2 đấy. Nó kiểu như vậy đấy. Thì mình chỉ giải thích được như vậy thôi. Thì các bạn xem mình bắt cua thì các bạn sẽ hiểu được hơn thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ đang phải nhảy lên trên đây. Như vậy là ngày xưa mình đi học, mình học cũng bình thường thôi chứ mình cũng không học giỏi môn toán mấy. Không biết thì hôm nay có solo lại thằng Tuân Trẻ Châu không? Tại vì thằng Tuân Trẻ Châu nó học giỏi môn toán lắm các bạn, nó năm nào nó cũng được học sinh giỏi môn toán hết á. Toán của nó toàn 9 điểm, 10 điểm không à. Thì thằng Tuân Trẻ Châu nó đang chơi cái ạc đấy là ăn có 5 triệu nhá. Đấy, anh em có thể thấy là nó chạy ngang ngửa mình luôn này. Quầy dù nhìn cái phép toán mà không muốn tính luôn á. Vãi cả đời, tính sao kịp. Quá nhiều thôi, chọn đại đáp án đi, chọn 15 đi. Ok, như vậy là thằng Tuân Trẻ Châu nó chọn đáp án 11 mà sao cũng đúng vậy. Thế là Tuân Trẻ Châu đang vượt. À, Tuân Trẻ Châu chết rồi. Nhưng mà Tuân Trẻ Châu đang ở vị trí số 1 các bạn ạ. Mình ở vị trí số 2. Lạng quạng là mình solo map bắt cua toán học này, mình thua Tuân Trẻ Châu đó các bạn ạ. Tuân Trẻ Châu bắt cua ghê quá, các bạn nhìn thấy không? Nó đang dẫn trước mình kìa. Nó là chơi cái ạc em có 5 triệu đấy. À không, mình lên trước nó rồi này. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Như vậy là ở cái đáp án hồi nãy là thằng Tuân Trẻ Châu nó chọn sai các bạn ạ, cho nên mình đã vượt được mặt nó. Như vậy hồi nãy mình chọn lụi mà cũng trúng được các bạn. Hên với cả trưởng là cái đấy các bạn thấy không? Hay không bằng hên nhá. Hồi nãy mình nhìn cái phép toán đấy mình dối quá, mình tính không kịp, mình nhảy đại đi. Tuân Trẻ Châu nó tính nhưng mà đấy ui chù chàng, Tuân Trẻ Châu nó lại vượt mặt mình rồi này. Cha
anh em có thể thấy là sau một thời gian dài không solo parkour với mình thì bây giờ cái trình độ parkour của Tuấn Trẻ Châu quá là ghê. Cộng thêm cái map parkour toán học này thì Tuấn Trẻ Châu nó học giỏi toán, nó parkour ghê là đúng rồi các bạn ạ. Ai cả trưởng thật, Tuấn Trẻ Châu ơi, parkour từ từ thôi chứ mình mà thua Tuấn Trẻ Châu là mình nhục lắm các bạn ạ. Cao thủ parkour mà để thua một thằng Tuấn Trẻ Châu sao? Ấy anh em thấy không? Parkour rất là gắt nhá, vượt mặt mình luôn kìa, anh em nhìn thấy không? Chà, Tuấn Trẻ Châu parkour hay quá, là mình dối quá, nhảy mãi không lên được chỗ này. Không hiểu Tuấn Trẻ Châu dạo này nó ăn cái gì mà nó parkour hay dữ ta, hay là do cái map parkour này có sử dụng toán học cho nên nó nhảy nhanh được ta. Đồ, Tuấn Trẻ Châu qua step 9 rồi anh em ơi, nó hơn mình một step rồi. Ấy cả trưởng thật. Chà, cái trận parkour ngày hôm nay căng thẳng đây. Quay cho anh em nhìn cái phép toán này. Rồi, bây giờ tính sao đây? Rồi, nhảy vào đây à. Nhảy đại thôi chứ biết sao rồi các bạn, mình nhảy đại nhá. Ok. Ơi, đúng là hay không bằng hên các bạn ạ. Chú cha mấy cái này, đây đây, x cộng y rồi bé hơn hay bằng 1 rồi y bé hơn hay bằng 2 này. Chu cha rồi z bằng 3x cộng y cho chọn đại đi nào, đáp án nào đây, 10 đi, 11 đi, rồi ok, như vậy là chọn đại cũng qua được các bạn ạ. Bạn nào mà học giỏi toán thì nhớ học, là bạn nào mà có máy tính thì nhớ lấy máy tính ra đây bấm cùng mình nhá, để xem thử là mình chọn mấy cái đáp án này có được không, có đúng không hay là sai hay là như thế nào nhá. Thì ở mỗi step nó có một cái phép toán á, thì bạn nào có thể không sử dụng máy tính nhá, mình khuyến khích bạn nào không sử dụng máy tính mà giải được những cái phép toán, những cái công thức ở những cái step này thì bạn ấy quá là giỏi luôn. Rồi nhảy qua đây, nhảy qua đây thì bên cạnh những cái phép toán thì sẽ cũng có những cái step đấy là parkour đơn giản và bình thường như thế này nhá. À cũng không bình thường đâu, cũng hơi khó đấy, bạn nào mà parkour không thành thạo là té như chơi. Như vậy là mình đang ở step 12 rồi, Tuấn Trẻ Châu đang ở step 11. Như vậy là mình đã vượt qua mặt của Tuấn Trẻ Châu rồi. Và Tuấn Trẻ Châu cũng lên step 12 luôn rồi các bạn. Nhưng mà bây giờ mình lên step 13 rồi. Wow, căng thẳng đấy các bạn ơi. Hình như là step 12, 13 này là không có phép toán nữa các bạn. À, phải không? À không không. Đây đây đây. Ở bên dưới đây là cái phép toán của cái step cũ các bạn. Hình như step 9 hay step 10 gì á. Rồi, nhảy ra đây, rồi cho nó đá mình ra đây. Anh em phải sử dụng thêm bunny nhá, đấy là anh em nhấn cắt nhiều lần. Ok, như vậy là mình đã về đích được các bạn ạ. Quá là tuyệt vời luôn, như vậy là Tuấn Trẻ Châu đang ở step 12. Step 12 là đâu có phép toán nào đâu ta. Ờ à, đúng rồi. Như vậy là thằng Tuấn Trẻ Châu nó chỉ giỏi ở cái đấy là ở mấy cái step mà có bài toán để giải thôi các bạn ạ. Chứ còn parkour bình thường này anh em thấy nó parkour đâu lại mình đâu. Đấy, mình parkour bình thường này khá là hay. May quá mấy cái step cuối này không có phép toán nào để giải. Chứ có mấy phép toán giải chắc mình chết là Tuấn Trẻ Châu nó thắng mình luôn đó các bạn ạ. Đấy, Tuấn Trẻ Châu học toán giỏi lắm nhá. Các bạn cố gắng học toán giỏi như Tuấn Trẻ Châu nha. Ôi, như vậy là kết quả cuối cùng đấy là mình là người giành chiến thắng nhá. Hên với cả trưởng các bạn ạ. Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Thôi thua rồi thì cho mình xin tiền nhá bạn. Đấy, anh em thấy kiếm tiền dễ không? Vèo một phát này mình có 1.4 triệu. Nhưng mà là mình chỉ cần mình solo parkour khoảng độ 10 phút thôi là mình có 1.4 triệu xài rồi đấy anh em thấy không? Cho nên bạn nào mà có nhu cầu muốn rủ mình solo parkour mà kèo từ 500k trở lên nhá, là mình nhận hết, cứ lên nhà mình gọi mình rủ mình solo parkour. Tất cả các thể loại kèo parkour toán học, ngữ văn hay là công dân giáo dục hay là cái môn gì parkour, cái môn gì mình chơi hết. Đấy anh em có thể thấy là Tuấn Trẻ Châu học sinh giỏi môn toán học mà solo parkour map toán học vẫn không solo lại mình, là các bạn biết được cái trình độ parkour của mình nó như thế nào rồi đúng không? À, thì mình chỉ chấp nhận những cái kèo solo parkour đấy là 500k trở lên thôi nhá. Chứ còn mà ít hơn là mình không chịu đâu nhá. Tại vì mình phải tốn tiền điện này, tiền mạng này, xong tiền mở máy để cho các bạn solo parkour với mình đó. Cho nên cứ kèo 500k trở lên là mình chấp nhận nhá. Tại vì solo map parkour toán học này các bạn thì phải tính nhẩm ở trong đầu á. Phải có kết quả nhanh thật nhanh trước đối thủ á. Rồi đưa ra kết quả đúng xong nhảy parkour á thì mới có thể thắng được. Như vậy là clip ngày hôm nay các bạn vừa xem video giải trí xong các bạn lại biết được thêm một vài công thức toán học nữa đúng không? Thì các bạn thấy bổ ích thì đừng quên để lại cho bọn mình một like, một share, một đăng ký kênh ủng hộ bọn mình nhá. Thì bây giờ quay sang hỏi cái vấn đề về tiền thế này thì Tuấn Trẻ Châu lấy tiền ở đâu mà qua đây rủ show bác cô vậy? Lấy tiền ở đâu vậy? Thì mẹ tao cho tao 1.4 triệu để đóng học á, nên tao mang sang đây tao show bác cô mày. Trời, các bạn thấy không? Các bạn tuyệt đối đừng giống như Tuấn Trẻ Châu nhá.
chờ mẹ nó cho nó tiền đóng học mà nó không chịu đóng học, nó cầm qua đây nó rủ solo bắt cua với mình. May mà gặp phải mình chứ gặp phải người khác người ta lấy luôn 1.4 triệu của mày thì mày lấy tiền đâu mà đóng học. Này, cầm về. Nhớ phải cầm lên đóng học cho thầy cô nghe chưa? Như vậy là tiền này là tiền đóng học đầu năm, sáng nay mới đi khai giảng đúng không? Đúng rồi. Dám lấy tiền đóng học đầu năm qua đây rủ mình solo bắt cua. Thế bây giờ mày thua mày lấy tiền đâu mà đóng học để mày đi học? Hả? Sao mà dốt thế? Lần sau không được làm vậy nữa nghe chưa? Ừ. Lần sau mà làm vậy nữa là tao mét mẹ mày luôn đó nhá. Vậy thôi tao về, tao đi học để đóng tiền học nhá. Về đi học, nhớ đóng tiền học nghe chưa? Không được cầm đi sang rủ thằng khác solo bắt cua là mất là dáng chịu nghe chưa? Lấy về đi. Lấy tiền đóng học qua đi rủ mình solo bắt cua các bạn ạ, các bạn thấy hư hỏng không? Thì các bạn tuyệt đối không nên bắt chước theo thanh niên Tuân Trẻ Châu nhá. Tiền đóng học là để đóng học, chứ còn học mới là cái quan trọng nhất. Tiền đóng học là phải dùng để đóng học chứ không được mang đi tiêu cái này tiêu kia, hay là không được mang đi rủ mình solo bắt cua như vậy là mình không chấp nhận đâu nhá. Bạn nào mà lấy tiền đóng học rủ mình solo bắt cua là mình từ chối nhá. Thì clip của mình cũng dừng lại ở đây thôi nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye.